Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Barcelona với Athletic Bilbao 2 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2023, vòng 10 La Liga. Cuối tuần này, Barcelona sẽ có cuộc tiếp đón Athletic Bilbao trong khuôn khổ vòng 10 La Liga. Về lý thuyết, Athletic Bilbao không phải đối thủ quá đáng ngại với Barcelona. Nếu tính riêng tại La Liga, Barcelona đã thắng tới 15, hòa 3 và chỉ phải hứng chịu đúng một thất bại sau 19 lần gần nhất chạm trán đội bóng xứ Basket. Tuy nhiên, nhiều khả năng gã khổng lồ xứ Catalan sẽ không được ca khúc khải hoàn ở màn đọ sức sắp tới. Sở dĩ nói vậy là bởi đội hình Barcelona của lúc này đang bị cơn bão chấn thương tàn phá nghiêm trọng. Trên hàng công, sự ra đi của Dembo và ân sự Fati cùng việc Robert Lewandowski và Rafinha dính chấn thương khiến huấn luyện viên Xavi Hernandez bất đắc dĩ phải kết hợp tam tấu João Felix, Ferran Torres, Lamine Yamal. Ở hàng tiền vệ, bộ ba Gundogan, Gavi, Romu luôn phải hoạt động hết công suất để khỏa lấp khoảng trống của Frenkie de Jong, Perry và Sergi Roberto, những người đang phải làm bạn với giường bệnh. Dưới hàng thủ, 2 trên 4 cầu thủ thường xuyên góp mặt trong bộ tứ vệ của Barcelona là Juscaud và Alejandro Ban cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Đó chính là những lý do khiến Barcelona không còn duy trì được phong độ ổn định như hồi đầu mùa và đánh rơi 4 điểm ở 3 vòng đấu gần nhất, qua đó mất ngôi đầu bảng về tay đại kình địch Real Madrid. Xét trên phương diện cá cược, Blaugrana cũng gây thất vọng tràn trề với 4 lần thua kèo châu Á sau 5 trận gần nhất. Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, khuất phục được Athletic Bilbao cũng đã là nhiệm vụ không đơn giản cho Barcelona, chứ chưa nói tới chuyện thắng cách biệt nhiều hơn một bàn. Nhận định trên càng được củng cố bởi Athletic Bilbao mùa này đang thi đấu rất tốt. Sau 9 vòng đấu, Athletic Bilbao thắng 5 hòa 2 và chỉ thua vỏn vẹn 2 trận, trong đó bao gồm một thất bại bất khả kháng trước Real Madrid. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ernesto Valverde, Athletic Bilbao không chỉ vẫn duy trì được sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự mà còn nâng cấp được hàng công. Bằng chứng là kể từ đầu mùa, Athletic Bilbao đã giữ sạch lưới 5 trận và có tới 6 lần ghi được từ 2 bàn trở lên. Với phong độ ổn định cùng khả năng công thủ toàn diện, Athletic Bilbao đủ sức giành điểm trước Barcelona. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà sẽ giúp các cầu thủ Barcelona có thêm sự tự tin, cùng với hàng công đang có phong độ khá ổn. Với kèo châu Á Barcelona chấp 0.75, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á Barcelona chấp 0.75 full time. Một giây quảng cáo, nếu anh em đang có nhu cầu chơi thể thao mạo hiểm thì có thể dành chút ngân sách đăng ký chơi ở Việt138 đang có chương trình khuyến mãi 10% một lần nạp mỗi ngày. Tặng 50% cho thành viên mới tại thể thao, slot, casino lên đến 1 triệu đồng, tỷ lệ hoàn trả cao. Tặng 100k khi đăng ký và liên hệ với chăm sóc khách hàng. Khuyến mãi 150% dành cho tân thủ. Link đăng ký ở phần mô tả. Trong 25 lần gần nhất đối đầu Athletic Bilbao trên sân nhà, Barcelona có tới 23 trận phải chấp bóng châu Á tối thiểu 1.25 full time và chưa từng chấp dưới 1.0 full time. Việc Athletic Bilbao chỉ được chấp rẻ 0.75 full time cho thấy rằng nhà cái không đánh giá quá cao khả năng Barcelona thắng đậm. Và như những gì đã phân tích ở trên, người chơi ưu tiên sự an toàn nên lựa chọn Athletic Bilbao được chấp bóng châu Á 1.0 full time. Nhưng nếu ưa thích sự mạo hiểm ở kèo châu Âu, hãy mạnh dạn lựa chọn kết quả bởi trong lần gần nhất chấp Athletic Bilbao 0.75 full time trên sân nhà vào năm 2004, Barcelona đã bị cầm hòa với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, dù đang không có đội hình mạnh nhất, nhưng Barcelona vẫn cho thấy sự bản lĩnh của mình ở những vòng đấu trước. Với kèo châu Âu, anh em cân nhắc đội chủ nhà. Chốt kèo châu Âu, Barcelona thắng. Ở 5 trận gần nhất, Barcelona giữ sạch lưới 2 lần nhưng lại có đến 3 trận để thủng lưới từ 2 bàn trở lên. Ngay cả những đội bóng dạng xoàng như Celta Vigo, Mallorca hay tân binh mới lên hạng Granada cũng có thể khiến thủ thành Ter Stegen phải vào lưới nhặt bóng là đủ hiểu Barcelona lúc này đang mong manh như thế nào. Với việc hàng công của Athletic Bilbao mùa này thi đấu rất ổn định, nhà đầu tư hoàn toàn có thể trông đợi vào một trận cầu cởi mở và tưng bừng bàn thắng. 4 trên 5 trận vừa qua của Athletic Bilbao không dưới 3 bàn trận. 7 trên 9 trận gần nhất của Barcelona chẳng ít hơn 3 bàn trận. Kịch bản tương tự cũng xảy ra ở 7 trên 9 màn so tài gần nhất giữa hai đội. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Barcelona 2 Athletic Bilbao 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.